Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn cách phóng to chữ trong Win 11. Để phóng to chữ trong Win 11, các bước bạn thực hiện như sau. Bước thứ nhất, bạn vào Windows Setting. Bạn nhấp chuột vào nút Start trên thanh Taskbar. Sau đó, chọn Setting. Tiếp theo, bạn nhấp vào cái dòng Accessibility ở menu phía bên tay trái. Và bạn nhấp vào cái dòng Text Size đầu tiên này. Bước thứ hai, bạn điều chỉnh kích thước của chữ theo ý muốn. Ở đây bạn nhìn thấy có một dòng Text Size. Và bạn có thể điều chỉnh cỡ chữ bằng cách di chuyển cái chấm tròn này về bên phải để phóng to chữ hoặc về bên tay trái để thu nhỏ. Ví dụ bây giờ mình sẽ phóng to ở khoảng 165% thì bạn có thể xem chữ demo ở Text Size Preview. Nếu như bạn chọn cái cỡ chữ này thì bạn nhấp vào Apply. Như vậy, toàn bộ chữ hiển thị trên màn hình đã được phóng to. Bạn nhìn thấy tất cả các chữ đã được phóng to so với trước. Ví dụ bây giờ mình sẽ trở về desktop thì bạn thấy chữ đã được phóng to rất nhiều. Ví dụ bây giờ mình sẽ click chuột phải. Bạn thấy menu chuột phải chữ cũng được phóng to rất nhiều. Trong trường hợp bạn muốn chuyển cái chữ về cỡ mặc định thì bạn vẫn vào cái phần text size này và bạn kéo về 100%. Sau đó nhấn Apply. Như vậy cỡ chữ đã chuyển về mặc định như ban đầu. Như vậy, trong nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ nhanh với bạn cách chỉnh cỡ chữ trong Win 11. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy nhấp chuột vào like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy nhấp chuột vào nút đăng ký và chọn hình chuông. Nhấp vào tất cả để đăng ký và nhận thêm các video hữu ích từ Đỗ Bảo Nam Blog. Xin cảm ơn các bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trên Google với từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website DỗBảoNamBlog.com hoặc kênh YouTube Đỗ Bảo Nam Blog để xem thêm các video hữu ích như thủ thuật máy tính, style browser, cách sử dụng các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint, v.v. Và bạn có thể truy cập website là DỗBảoNamBlog.com để cập nhật những bài viết hữu ích mới nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.